Chào mừng các bạn đã đến với bản tin sáng ngày 7 tháng 6 trên kênh của bình luận viên Anh Quân News. Khi mà trận chung kết Champions League còn vài ngày nữa mới diễn ra, thì người hâm mộ bóng đá thế giới đang dồn sự quan tâm vào hàng loạt tin tức nóng hổi liên quan đến các câu lạc bộ tên tuổi. Vậy cụ thể những thông tin đó là gì? Hãy cùng mình tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Chỉ ít ngày sau khi La Liga hạ màn thì Barcelona đã có mặt ở Nhật Bản để tham dự trận giao hữu với câu lạc bộ Vissel Kobe. Do đây không phải là một cuộc đấu chính thức nên không khí trên sân tương đối hòa nhã và cả hai đội đều tạo ra được rất nhiều cơ hội ngon ăn. Tuy vậy, chỉ có các ngôi sao bên phía Blaugrana tận dụng thành công khi Frank Kessié và Eric Garcia là những người đã thành công điền tên mình lên bảng tỷ số. Chung cuộc, đoàn quân của Xavi giành thắng lợi nhẹ nhàng với tỷ số 2-0. Tương lai của Lionel Messi vẫn đang là một trong những câu hỏi lớn nhất của làng túc cầu khi không thiếu câu lạc bộ trên khắp thế giới sẵn sàng trải thảm đỏ để mời El Pulga về thi đấu. Tuy vậy, dường như chủ nhân 7 quả bóng vàng lại chỉ đang hướng về một bến đỗ duy nhất là đội bóng cũ Barcelona. Theo đó, tiền đạo 35 tuổi được cho là sẽ đợi ông lớn xứ Catalan lâu nhất có thể và luôn ưu tiên đội chủ sân Camp Nou ở vị trí hàng đầu. Tuy nhiên, những lời mời chào khác cũng được tính đến, nhưng chúng sẽ xếp sau các động thái từ nhà đương kim vô địch La Liga. Như vậy là sau rất nhiều đồn đoán thì Paris Saint-Germain đã chính thức chia tay huấn luyện viên Christophe Galtier. Thông tin nêu trên đã xuất hiện trên truyền thông Pháp vào tối qua và các đồn đoán cho rằng chính giám đốc thể thao Luis Campos đã tiết lộ quyết định này. Do đó, giờ là lúc nhà đương kim vô địch Ligue 1 tìm kiếm một thuyền trưởng mới và rất có thể các kế hoạch chuyển nhượng của họ sẽ đình trệ đôi chút. Ngay sau khi thông tin huấn luyện viên Christophe Galtier rời chiếc ghế nóng ở Paris Saint-Germain được tung ra, thì truyền thông đã ngay lập tức lập ra danh sách các ứng viên tiềm năng nhất thay thế chiến lược gia người Pháp. Theo đó, từ hàng loạt cái tên được nói đến vài tháng qua, thì hiện tại chỉ còn 3 người được đồn đoán lọt vào vòng tuyển chọn cuối cùng. Những chiến lược gia này bao gồm Julian Nagelsmann, Luis Enrique và Xabi Alonso. Theo chiều ngược lại, thiếu huấn luyện viên lão làng Jose Mourinho bất ngờ không được nói đến và điều này làm dấy lên nghi ngờ rằng người đặc biệt sẽ chọn ở lại AS Roma. Dường như thông tin về việc các đại gia Ả Rập Xê Út muốn ngó Kanté không hề là đồn đoán vô căn cứ, khi những đại diện vùng Tây Á đã bắt đầu tăng tốc trong việc tiếp cận tiền vệ người Pháp. Theo chuyên gia săn tin Fabrizio Romano, một vài nhân tố đến từ Trung Đông đã có mặt ở London để trình bày những lời đề nghị dành cho cầu thủ 32 tuổi. Được biết, nếu chuyển sang Ả Rập Xê Út chơi bóng, Kanté có thể nhận mức đãi ngộ lên đến 100 triệu euro, bao gồm cả quyền hình ảnh và các giao dịch thương mại. Thậm chí, danh tính hai đại gia đang theo đuổi cựu sao Leicester cũng đã được xác định, đó là Al-Ittihad và Al-Nassr. Tuy vậy, các đồn đoán mới nhất vẫn cho rằng Kanté vẫn muốn gắn bó tiếp với câu lạc bộ Chelsea. Quả thật hiếm có khi nào mà tâm điểm của thị trường chuyển nhượng tại châu Âu lại thuộc về các đại gia Tây Á như hiện tại. Theo đó, ngôi sao mới nhất được các đại diện Ả Rập Xê Út theo đuổi chính là người gác đền David De Gea của Manchester United. Thậm chí các tin đồn còn cho rằng thủ môn người Tây Ban Nha đã nhận được một lời đề nghị từ Trung Đông, nhưng cầu thủ này lại ưu tiên gắn bó với Quỷ Đỏ hơn. Tuy vậy, không phải tất cả các Manosian đều muốn nhân tố 32 tuổi tiếp tục ở lại nhà hát của những giấc mơ và điều này đang khiến tương lai của De Gea trở nên rất khó đoán. Thêm một thông tin liên quan đến vị trí thủ môn của Manchester United thì mục tiêu được đồn đoán rất nhiều với Quỷ Đỏ thời gian qua là người gác đền Diego Costa vừa chính thức lên tiếng về tương lai của mình. Tuy vậy, đó lại không phải những gì mà người hâm mộ đội chủ sân Old Trafford mong đợi. Ngôi sao 23 tuổi đã thể hiện sự gắn bó với Porto qua tuyên bố thương vụ liên quan đến Man United chỉ ở trên Internet. Tôi yêu Porto và đó là câu lạc bộ của cuộc đời tôi. Tôi sẽ cống hiến cả sự nghiệp của mình cho câu lạc bộ này. Dù từng rất rầm rộ nhưng dự án Super League lại không được nói đến quá nhiều trong thời gian vừa qua. Không những vậy, tương lai của giải đấu này đang bị đặt dấu hỏi khi Juventus được cho là đã gửi thông báo tới Real Madrid và Barcelona rằng họ đang bắt đầu quy trình pháp lý để chia tay dự án kể trên. Việc này làm dấy lên các lo ngại rằng Super League sẽ sớm bị hủy bỏ khi không nhận được sự đồng thuận cần thiết. Khi mà mùa giải của Manchester United đã kết thúc, thì một ngôi sao trong đội hình Quỷ Đỏ là Anthony lại bất ngờ vướng phải rắc rối. Theo đó, một cô gái có tên là Gabriela Cavallin vừa thông báo với cảnh sát ở Sao Paulo rằng
mình bị một cầu thủ của Man United hành hung vào ngày 20 tháng 5. Ngay khi thông tin trên được đưa ra thì mọi nghi vấn đã hướng về phía Anthony khi hai nhân vật này từng có quan hệ tình cảm với nhau. Do vậy, các Manusian đang rất quan tâm đến các diễn biến tiếp theo của vụ việc vừa nêu trên. Tiền đạo Harry Kane của Tottenham Hotspur đang được liên hệ với Real Madrid và rất nhiều người mong chờ một cuộc chuyển nhượng sẽ sớm xảy ra. Thậm chí một cầu thủ đang chơi cho gà trống là Pedro Pojo còn lên tiếng ủng hộ chân sút người Anh ra đi qua phát biểu: "Nếu Kane quyết định đến Real Madrid, chúng tôi sẽ hạnh phúc như anh ấy, hoặc thậm chí còn hơn thế nữa." Dù thường xuyên nhận phải nghi ngờ khi chơi cho Manchester United, nhưng Harry Maguire không hề là cái tên kém sức hút trên thị trường chuyển nhượng. Những đồn đoán về việc West Ham muốn có trung vệ người Anh đã có từ lâu, và mới đây một đại diện khác của EPL là Tottenham cũng được cho là đã đưa ngôi sao 30 tuổi vào tầm ngắm. Thậm chí các đồn đoán còn đi xa tới mức khi suy luận rằng ngoài yếu tố chuyên môn thì việc chiêu mộ Harry Maguire còn có thể giúp tập thể Bắc London gây được ấn tượng với Harry Kane. Như vậy là sau rất nhiều cập nhật khác sau suốt vài tháng qua thì tương lai của Brahim Diaz sắp được làm rõ. Theo đó, ngôi sao người Tây Ban Nha nhiều khả năng được Real Madrid gia hạn hợp đồng đến tận năm 2027. Không những vậy, nhân tố 23 tuổi sẽ không bị đem đi cho mượn nữa mà có thể trở thành một phần quan trọng của Los Blancos trong mùa giải mới. Hugo Lloris đã chính thức chia tay Tottenham và giờ là lúc gà trống cần tìm một người gác đền mới. Một vài cái tên đã được khoanh vùng và dường như tập thể Bắc London đã chấm được thủ thành David Raya của Brentford. Tuy vậy, những khác biệt về mặt định giá đang khiến cho thương vụ này khó thể thành công trong thời gian ngắn. Theo Sky Sports, Tottenham chỉ muốn trả 20 triệu bảng, trong khi Bầy Ong lại muốn gấp đôi số đó. Dù đã luống tuổi nhưng Henrik Mkhitaryan vẫn đang duy trì được tần suất ra sân khá đều đặn cho Inter Milan. Không những vậy, chất lượng chơi bóng của cầu thủ người Armenia cũng tương đối ổn định, nên Nezazzurri đang tính chuyện gia hạn hợp đồng với cầu thủ sinh năm 1989. Được biết giao kèo hiện tại giữa hai bên sẽ hết hạn vào năm 2024, nhưng ban huấn luyện của ông lớn nước Ý đang muốn trói chân Mkhitaryan càng nhanh càng tốt. Cũng liên quan đến Inter Milan thì Nezazzurri vừa đón một tin khá vui trước thềm trận chung kết Champions League. Cụ thể, ngôi sao Hakan Çalhanoğlu đã một lần nữa cam kết tương lai của mình với đội chủ sân Giuseppe Meazza qua phát biểu: "Tôi sẽ ở lại và gia hạn hợp đồng với Inter Milan. Tôi không có ý định rời câu lạc bộ khi đang rất hạnh phúc ở đây." Quả là một lời khẳng định rất chắc chắn, và các thông tin mới nhất cho rằng sau trận đại chiến với Man City thì ông lớn nước Ý cùng nhân tố 29 tuổi sẽ công bố bản giao kèo mới có thời hạn đến tháng 6 năm 2027. Mặc dù các thông tin về việc tiền đạo Karim Benzema sẽ chia tay Real Madrid đã được xác nhận từ cuối tuần trước, nhưng đến hôm qua thì cầu thủ người Pháp mới có cơ hội lên tiếng để chào tạm biệt các fan của kênh Kênh Trắng. Theo đó, trong buổi tri ân mà đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha dành cho mình thì chân sút 35 tuổi đã gửi đến những người hâm mộ lời nhắn nhủ vô cùng cảm động: "Điều này thật đau lòng và không hề dễ dàng. Tôi thực sự muốn giải nghệ ở đây và sẽ luôn theo dõi các trận đấu của Real Madrid." Mặc dù từng là sự lựa chọn số 1 trong khung thành của Chelsea, nhưng chấn thương của phong độ sa sút đã khiến ngôi sao Edouard Mendy đánh mất suất bát chính vào tay của Kepa. Việc này làm cho tương lai của nhân tố 31 tuổi trở nên tương đối mờ mịt. Tuy vậy, mới đây, một hy vọng mới đã mở ra cho thủ môn người Senegal khi đại diện Ligue 1 AS Monaco được cho là quan tâm đến thủ thành này. Do đó, rất có thể câu lạc bộ nước Pháp sẽ sớm làm việc với Chelsea để thúc đẩy một thương vụ chuyển nhượng. Mauricio Pochettino đang bắt đầu đế chế của mình tại Chelsea và giờ là lúc chiến lược gia người Argentina tăm tia những mục tiêu đầu tiên. Theo đó, cái tên mới nhất lọt vào tầm ngắm của ông lớn nước Anh là cầu thủ Gabriel Veiga của Celta Vigo. Được biết, tài năng người Tây Ban Nha năm nay 21 tuổi và có điều khoản giải phóng hợp đồng rơi vào khoảng 34,4 triệu bảng. Đây chắc chắn không phải con số có thể làm khó The Blue và nhiều khả năng tập thể Tây London sẽ sớm tăng tốc trong thương vụ này. Như vậy là chúng ta đã cùng tìm hiểu hết những thông tin đáng chú ý nhất về bóng đá thế giới trong 24 giờ qua. Vào đêm ngày hôm nay thì trận chung kết Europa Conference League sẽ diễn ra giữa West Ham và Fiorentina. Kết quả của cuộc đấu này cùng nhiều chuyển động hấp dẫn khác của làng túc cầu sẽ được cập nhật liên tục trên hệ thống kênh Bình luận viên Anh Quân. Các bạn hãy chú ý đón xem. Một giờ thì xin chào và chúc mọi người có một ngày mới thật vui vẻ và bình an.